chào các bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong buổi đọc sách hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi mỗi buổi tối hàng ngày. Hãy nhấn đăng ký, có rất nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo đang chờ đợi các bạn. Và hãy chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Và bây giờ mời các bạn nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội. Rảnh tay được một chút với tụi băng lép sẹo, Lượm nghĩ ngay đến việc tìm xem chỉ huy trưởng mặt trận khu C hiện đang bị giam ở xà lim số mấy để có thể giúp đỡ ông. Mất đến 2 ngày mày mò điều tra, Lượm và các bạn trong đội mới phát hiện ra ông đã bị bọn chúng chuyển lúc ban đêm sang dãy Caso âm phủ, giam ở Caso số 6. Mỗi Caso gần sát mắt có một khuôn cửa rộng chừng 6 tấc vuông, cắm chấn song sắt to bằng chét tay. Những người tù bị giam trong Caso cứ chiều chiều lại trèo lên, thả qua khuôn cửa sổ đó, ra bên ngoài cái ống bơ có buộc dây như kiểu thả gầu xuống giếng. Họ thả xuống như vậy để chờ những người tù bên ngoài đi làm cỏ bê về, thương tình rót cho một ít nước hoặc là cho một mẩu bánh, một chút thức ăn. Nhưng 10 ống bơ thòng xuống cũng chỉ có vài ba ống bơ kéo lên có nước, có bánh hoặc có thức ăn. Tất cả tù đều trong tình trạng đói khát ghê gớm, nên bớt ra được chút nước, chút bánh để cho là chuyện hãn hữu. Vì khuôn cửa chiều ngang quá hẹp nên người bên trong không thấy được người ở ngoài, cho gì vào ống bơ. Thấy ống bơ nặng nặng là họ kéo lên. Lâu nay bọn con nít trong băng lép sẹo vẫn bày trò tinh nghịch. Chúng bỏ gạch vỡ, đất cát vào ống bơ để đánh lừa những người trong Caso. Tệ hơn, chúng còn đánh xoáy nước, bánh trong các ống bơ trước khi họ kịp kéo lên. Nghe thằng Lanh kể chuyện, Lượm nổi điên. Đứng giữa sân lao, Lượm nói to với các bạn, cho cả mấy đứa trong băng lép sẹo đang đứng gần đó nghe tiếng. Đồ chó! Từ giờ trở đi, hễ các cậu thấy bất kể thằng Mô làm như rứa, là xông vô đập chết luôn. Đập chết, nghe chưa? Tụi băng lép sẹo bảo nhau, mấy người bị giam trong nớ toàn Việt Minh hạng nặng. Việt Minh, VQD với Du Kích là họ bênh nhau gớm lắm. Tụi mình lớ dớ chọc vô, tụi hắn sẽ xúm lại đập chết thiệt, chứ không phải tụi hắn nói dọa Mô. Một thằng bướng bỉnh gân cổ nói, tao cứ chơi, coi tụi hắn có làm chi được tao không. Và chiều đó, thằng này đã lén bỏ một vốc cát vào ống bơ, nhưng các bạn của Lượm không nhìn thấy. Thằng này đắc chí vênh váo kể lại với đại ca lép sẹo để khoe gan. Hắn tưởng đại ca sẽ cười tán thưởng và khuyến khích hắn, cứ làm tới nữa đi. Không ngờ lép sẹo quay mặt, rộng luôn cho hắn một đạp, ngã sấp và chửi, đồ ngu. Trước thái độ giận dữ bất ngờ của lép sẹo, bọn đàn em đều sửng sốt. Chúng nhận ra rằng đại ca của chúng chưa lần nào tham dự vào cái trò tinh nghịch của chúng. Nhưng đại ca nổi khùng nhiếc chúng nó là đồ ngu như lần này là lần đầu. Một ý nghĩ ngờ vực thoáng qua óc chúng, hay đại ca cũng bắt đầu sợ thằng móc cứt đó. Bốn dãy Caso chỉ có 3-4 khuôn cửa là không có ống bơ thòng xuống. Trong số này có khuôn cửa Caso số 6, nơi giam chỉ huy trưởng. Lượng biết rằng chỉ huy trưởng mới vào tù, ông tìm đâu ra được cái ống bơ với dây. Và điều quan trọng hơn là nó không bao giờ tưởng tượng nổi một người như chỉ huy trưởng lại thả ống bơ xin nước, xin bánh như những người bình thường khác. Ông là phải mang sống săn voi của Bảo Đại, đi lững thững trong chiến hào với đôi ủng lấm bùn và giương súng bắn hạ xe bọc thép của giặc. Đó là hình ảnh độc nhất về chỉ huy trưởng mãi mãi gắn chặt vào trí tưởng tượng của nó. Nếu biết ông cũng hành động như những người bình thường khác, chắc nó sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng với kinh nghiệm tù đầy mới học được, Lượng biết lúc này ông đang phải nằm trần trụi trên nền xi măng lở láy, hôi hám vì khát cháy cổ. Ôi chao, chỉ huy trưởng làm răng nuốt nổi vắt cơm tù vừa sống vừa nhão với mấy cục muối mỏ mặn chát. Nó nghĩ vậy mà ứ nước mắt. Nó đảo óc nghĩ cách tìm ra nước trong, bánh mì để chuyển vô cho ông. Nước trong thì có thể kiếm được, nhưng bánh đào đâu ra? Thằng Lanh thông thạo đủ mọi chuyện trong tù, nói với Lượng. Các anh tù đi làm ở sở anh Tăng Răng, họ thường ăn cắp được những ổ bánh mì rất to. Họ cắt ra bán cho những người có tiền, nhưng em mình làm chi có tiền? Thúi reo lên, tôi có tiền đây, tiền bán kẹo dạo nọ vẫn còn y nguyên mà, anh Lượng. Nó lộn cổ áo, lôi ra mấy tờ bạc cuộn tròn đưa cho Lượng. Một lát bánh kha khá, mà ngon ước độ mấy đồng? 2 đồng chứ mấy,
Lượm đếm tiền đưa cho Lanh 2 đồng. Mi nói các anh bán rẻ vô nghe, rồi đưa trả lại số tiền còn lại cho Thúi. Mi cất đi, lỡ khi có việc cần. Lượm và các bạn lại chia nhau đi kiếm dây, ống bơ, xin nước trong ở các toán tủ đi làm cỏ vê về. Việc chuyển nước và bánh vào ca sô qua khuôn cửa tò vò không khó lắm. Bốn đứa đứng chụm lại, tay bá vai nhau, kết thành bệ. Công canh Lượm đứng lên vai, Lượm với hai cánh tay níu chấn song sắt, đu người lên. Giang nó, cầm đầu sợi zin điện thoại, một đầu dây nó buộc ống bơ đầy nước và miếng bánh Lanh vừa mua được. Nó áp mặt vào giữa hai chân song, nhìn vào bên trong. Bên trong cao su tối mờ, xông lên mùi hôi thối ngột ngạt. Lượm gọi, chỉ huy trưởng, chỉ huy trưởng. Ai gọi gì đấy? Từ bên dưới vọng lên tiếng hỏi, giọng khàn khàn yếu ớt, nhưng nó vẫn nhận ra đúng giọng của chỉ huy trưởng. Ôi, làm sao nó có thể không nhận ra cái giọng nghiêm trầm đã nói với đội những lời thống thiết về nghĩa vụ lớn lao của người chiến sĩ, về chiến đấu cho sự sống còn của Tổ quốc trên sân chùa Từ Đàm mới ngày nào. Lượm gần như chét đầu vào giữa hai chấn song sắt, nhưng không sao có thể nhìn thấy chỉ huy trưởng đang nằm hoặc ngồi ở bên dưới. Dạ, em là Lượm, ở đội thiếu niên trinh sát. Em chiến đấu ở mặt trận khu C. Em bị bắt sau trận Hộ Thành. Ở đây có nhiều bạn cùng tuổi em là liên lạc của du kích bộ đội địa phương. Chúng em họp thành đội để bênh vực, để giúp đỡ lẫn nhau. Các em làm như thế là rất tốt, tiếng chỉ huy trưởng vọng lên. Chúng em kiếm được ít nước trong và bánh gửi vô cho anh. Giọng Lượm nghẹn lại. Nó khẽ khàng, thận trọng kéo ống bơ và lát bánh mà Thúi ở bên dưới bưng hai tay, đưa cao quá đầu, lên đến sát khuôn cửa. Nó đút hai thứ qua chấn xong, rồi thòng xuống. Cho đến lúc nghe thấy tiếng đáy lon chạm khẽ nền xi măng. Trong lúc đó, Lép Sẹo và bọn đàn em hắn đứng ở góc sân đằng kia, chăm chăm nhìn lại. Lép Sẹo, áo phanh ngực, điếu thuốc lệch bên mép, hắn nheo nheo nhìn Lượm đu người như con vượn vào chấn xong. Hắn gầm gừ, tụi ni liều mạng thiệt. Tụi hắn coi một điếu với các cha lính canh bằng nửa con mắt. Thằng đàn em có ve mắt thì thầm với Lép Sẹo, để tôi chạy ra mách mấy ông lính gác, các ông vô nện cho tụi hắn một trận bằng súng cho võ ghét nghe. Tụi hắn đang đôn nhau rứa, chạy không kịp mô. Thằng này co giò định chạy ra cổng lao. Lép Sẹo bất thần túm chặt cổ áo thằng này, lôi giật lại. Hắn nhổ phắt cái tàn thuốc đang ngậm, vung tay tát thằng này một cái, ngã rúi xuống đất rồi chửi, đồ ngu. Lượm nghe tiếng huýt gió của Ngạnh làm nhiệm vụ cảnh giới, báo tin tự lính gác sắp sửa đi vào. Nó hồn hề nói gấp, chỉ huy trưởng, có biết vệ liên lạc hiện nay đang ở đâu không? Em vệ cũng bị bắt với tôi, có lẽ chúng đưa em về giam ở Lao Tòa Khâm. Lượm muốn hỏi thêm, có phải ông bị bắt vì có đứa nào phản bội chỉ điểm không? Nhưng xa xa tiếng huyết gió của Ngạnh càng vang to. Thúc bách hơn, nó vội vàng nhảy đứng xuống vai các bạn, tụt nhanh xuống đất. Khi mẹ Lai tàn tật cùng với hai tên lính tay rủi cui, tay súng đi vào đến sân lao, thì Lượm và các bạn đang chơi trò nhảy cừu. Chưa hôm sau, Lượm và các bạn trong đội lại sửa soạn nước trong và bánh mì để tiếp tế cho chỉ huy trưởng. Nhưng khi nó trèo lên, bám lên khuôn cửa, gọi to nhiều lần, nó mới biết sản lim trống không. Lượm và các bạn không ngờ lon nước và lát bánh hôm qua là bữa ăn cuối cùng của chỉ huy trưởng mặt trận khu C Phùng Đông. 12 giờ đêm hôm qua, bọn mật thám Pháp đã bí mật đến xích tay ông cùng với 5 người khác, bỏ lên xe bịt bùng chở thẳng vào Đà Nẵng. Không khuất phục nổi, chúng đã hèn hạ bắn ông và 5 người tù đó trên bãi biển bán đảo Sơn Trà, rồi ném xác xuống biển. Việc chỉ huy trưởng bị đưa đi mất tích trong đêm và tin vệ to đầu bị bắt cùng với chỉ huy trưởng có thể hiện nay đang bị giam ở Lao Tòa Khâm làm Lượm bàng hoàng choáng váng. Hai đêm liền nó nằm mơ thấy ông. Nó thấy mình cùng với cả đội đang tập họp trước sân chùa Tự Đàm. Chỉ huy trưởng xuống ngựa và bước nhanh lên các bậc tam quan với đôi ủng lấm bùn đất chiến hào, khẩu súng săn voi đeo bên vai, cái mũ cối tiếp phòng quân màu cỏ úa, quai mũ ôm vòng hai bên má và cái cằm sâu mới cạo xanh biếc, cặp mắt sâu và rất sáng, nghiêm nghị, lướt nhìn cả đội, như ông đang cân nhắc, ước lượng từng vóc dáng và lòng can đảm của mỗi đội viên để giao nhiệm vụ. Lượm tròn tỉnh dậy thấy hai má mình ướt đẫm nước mắt. Rất có thể, không phải một tháng, hai tháng, mà phải mất nhiều tháng năm nữa,
chúng ta mới đánh đuổi hết bọn cướp nước, bán nước, giải phóng được Tổ quốc, giải phóng thành phố thân yêu của chúng ta. Nếu thế hệ chúng tôi chưa làm xong được sứ mệnh lớn lao này, thì thế hệ các em phải nối tiếp dốc tới hoàn thành cho bằng được. Lời khuyên dặn hôm nào của ông trước giờ ra trận lúc này lại vang vọng trong trí nhớ của Lượng. Với một ý nghĩa mới mẻ khác thường, giúp nó bình tâm trở lại, nâng đỡ nó trong cuộc chiến đấu đơn độc, không đồng đội, không người hướng dẫn, chỉ huy. Nó dục dã thôi thúc Lượng gắng gỏi làm tốt những việc mà chính nó tự đề ra. Việc quan trọng nhất là hàng ngày nó cùng với các bạn trong đội kiếm nước trong đổ vào các ống bơ của các anh bị giam trong hai dãy ca sô âm phủ thòng xuống. Xe nước vừa về là bọn trẻ đã có mặt quanh hố nước để giành múc được nước trong. Nhưng vì tranh giành quá hỗn loạn nên dù nước múc được trước cũng đục ngầu, khăm khảm mùi bùn, mùi rác. Dù chính mình hàng ngày đều phải uống thứ nước đó, có khi còn đục bẩn hơn, nhưng phải rót cho các anh. Lượng và các bạn đều thấy khổ tâm. Muốn kiếm được nước trong, nhất thiết phải đi làm cỏ bê. Lượng bàn với các bạn, chọn ra 4 đứa cùng với Lượng nữa là 5, sức bóc hơn cả, tìm cách chen vừa vào các toán tù đang sắp hàng trên sân lao, đợi xe của các công sở đến trở đi. Như lần nào, Lượng và các bạn cũng bị gạt đi. Các công sở không chịu nhận tù quân nít đi làm cỏ bê. Mỗi buổi sáng tù đi làm cỏ bê đã vãn hết. Mỗi sân lao chỉ còn lại tù quân nít, mấy người già yếu, vài anh tù mới vào hôm qua chưa có công sở nào lấy đi làm. Không có việc gì làm, tù quân nít người già yếu kéo ra đứng chen chúc nhau sau khuôn cửa sắt đóng chặt của lớp tường trong nhìn ra cổng chính. Trên nóc cổng chính có cây cột cờ ngắn ngã chếch ra đường. Buổi sáng một tiểu đội lính do viên đội hoặc là tên cai điều khiển, chúng vác vai hô ắc ê đi qua hai cánh cổng chính mở rộng, tập hợp thành hàng ngang trên đường làm lễ kéo cờ. Những người tù không được đi làm cỏ vê thường đứng trực ở đây chờ bọn lính mở cổng ra kéo cờ, sẽ nhìn thấy khúc đường phố lác đác có người qua lại. Dù chỉ 10 phút, bọn tù quân nít bị giam giữ lâu ngày giữa hai lớp tường cao vòi vọi nhìn ra đường phố với ánh mắt háo hức thèm khát, trông thật tội nghiệp. Sáng nào có một điếu đứng trong sân nhìn ra, viên đội tên cai điều khiển lính làm lễ kéo cờ rất hùng dũng oai vệ, tiếng hô gác đầu bu pre răng tê nghe rất rõ ràng, đứng tận sân lao bên trong cũng nghe tiếng. Nhưng sáng nào vắng mặt một điếu, bọn lính ngục đều làm cuối khóa cho xong chuyện. Lúc kéo ra chỉ 4-5 đứa, như đi dạo mát, súng vác ngả nghiêng, chúng kéo văng cửa lên, không hô hiếc gì hết, rồi đi sang bên kia lề đường hút thuốc, ăn quả. Sáng hôm đó, mẹ Lai Tần Thật điều khiển việc kéo cờ. Mẹ Lai Tần Thật giao cho một tên kéo cờ, còn hắn và những tên kia xúm lại, quanh mấy bà hàng quả. Bánh canh, xôi bắp, bún bò, nói cười tét tét. Lá cờ tam tài vừa kéo lên lưng chừng cột, anh tù điên đứng sát bên Lượng, hai tay nắm chấn song sát cửa lay lay, rồi bất ngờ kêu toáng lên. Ông một điếu ơi là ông một điếu ơi! Ông ra mà coi quân lính của ông, kéo cờ đại pháp mà như kéo tù vô Salim. Không pre đăng tê, không ứ, không ó cất chi hết à! Tự lính ngục hoàng hồn, đang nhai xôi phải nhổ xôi, dụi thuốc, vứt tô bún đang ăn dở chạy vội sang đường tập họp và kéo cờ thật nhanh linh ngọn. Mẹ Lai Tàn Thật vừa sợ vừa cáu. Tổ cha cái thằng điên, hắn chửi và cúi nhặt nửa viên gạch, thẳng tay nhắm đầu anh tù điên mà ném. Viên gạch va vào chấn xong kêu con một cái và rồi bật trở lại. Vừa lúc đó một điếu từ trong nhà đi ra hỏi, cái gì cái gì? Anh tù điên ôm đầu mếu máo lu loa nói với một điếu bằng thứ tiếng Tây Bồi hổ lốn quen thuộc của anh. Mông rạch nàng nụy. Anh chỉ vào mẹ Lai kéo lơ đơ răng, vô phang xe. Anh làm điệu bộ kéo cờ. Con lủy, kéo Prisonnier, vô Salim. Nông gác đơ bu, nông Prezangze. Nông ứ, anh chụp tay Lượm làm điệu bộ kéo tù. Moa sắp bọ, ông mông, sạch nằng. Lủy lăng xê moa, viên gạch. Anh chỉ viên gạch. Moa cắt xê la tết. Anh ôm đầu nhăn nhó, khóc hu hu như bị viên gạch ném trúng đầu. Một điếu nhận ra Lượm liền hỏi, bé con, cô đúng như vậy không? Thưa ông quan hai, đúng như vậy. Một điếu quay lại nhìn mẹ Lai đang đứng chết điếng, mặt cắt không còn giọt máu. Đồ quân lợn, một điếu gầm lên,
hắn bước lại giật phát cái lon cai trên ống tay áo của mẹ Lai tàn tật, vung roi quất tới tấp lên vai, lên lưng, vừa quất vừa chửi, đồ súc vật nhơ bẩn, đồ súc vật nhơ bẩn. Mẹ Lai tàn tật cứ phải đứng gác đầu bu mà chịu đòn, miệng lắp bắp van lại. Mông dịch năng, bạc đòn đi moa. Nếu lúc đó không có một chiếc xe dép phanh xít đỗ xịt trước cổng nào, thì chắc viên cai ngục này sẽ bị đánh cho đến kỳ ngã gục. Chiếc xe do một tên lính da đen lái, hai tên Pháp xuống xe bước qua cổng lao. Tên lính đeo tiểu liên mát và viên đội đeo súng lục. Chúng chào một yếu và đưa giấy tờ gì đó. Lượm tò mò lắng nghe viên Tây đội báo cáo với một yếu. Nó được biết chúng ở một công sở có tên là Porter Militaire, cần xin ba người đi làm cỏ về. Viên quản người Việt phó đề lao mở cánh cửa sắt bước vào, chọn ba người tù lớn tuổi, dẫn ra ngoài giao cho viên đội Tây. Viên đội hỏi, trong ba người có người nào biết tiếng Pháp không? Viên quản hỏi lại, cả ba lắc đầu. Lượm liền thò cánh tay qua cổng sắt nói to, thưa ông đội, tôi biết tiếng Pháp. Ngài nói tiếng Pháp khá không? Viên đội bước đến gần Lượm hỏi, tôi nói không được, đúng mẹo lắm. Viên đội nhún vai, thế là mày hơn tao. Tao không biết một tiếng Việt nào. Cánh cửa sắt mở ra, viên đội gạt lại một trong ba người và kéo Lượm thay vào đó. Y quay lại hỏi viên quản phó đề lao, ông đồng ý chứ? Đồng ý. Viên quan cười, bắt tay tên đội, chúng ta đi thôi. Viên đội hất đầu rất điệu với Lượm và chỉ ra xe. Sự may mắn quá bất ngờ làm cho Lượm vui mừng đến nghẹn thở. Nó chỉ kịp quay lại ngoắc ngoắc tay với các bạn đứng chen chúc đằng sau cánh cửa sắt và đi gần như chạy ra chỗ chiếc xe dép đang đỗ. Nó thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lo sợ có thể viên đội Tây, thằng một điếu và cả tụi lính ngục nữa sẽ đổi ý, giữ nó lại vì chúng chợt nhớ ra thằng tù con nít này đã từng hai lần liều lĩnh vượt tù. Sở Porter Militaire, gọi tắt là Sở Post, đóng ở dãy nhà một tầng còn sót lại trong khu vực trung bộ phủ cũ. Hầu hết những ngôi nhà kiên cố trong khu vực đã bị quân ta đánh sập thành những đống gạch vụn trước khi rút khỏi Huế. Đằng sau Sở Post, một số khu vườn rộng mọc lút cỏ dại là ngôi nhà hai tầng rộng tinh thang của một công sở khác, cũng của bọn nhà binh Pháp, có tên là Corpe Latirete, cửa hàng nhu yếu phẩm của quân đội. Sở này cũng có một toán tù lao thừa phủ hàng ngày đến làm cỏ về. Toán tù gọi tắt công sở này là Sở Cốp. Ở Sở Post chỉ có thư từ giấy má, những gói bưu phẩm lớn nhỏ xếp thành dãy trên các giá gỗ kê dọc sát tường. Trong khi đó, bên Sở Cốp, các gian buồng chất cao đến trần nhà, những hòm đồ hộp, bánh kẹo, rượu, thuốc lá và nhiều hàng hóa vật dụng khác trông đến ngốt cả mắt. Xe ô tô lớn nhỏ ra vào rầm rập suốt ngày, mua hàng, chở hàng đến nhập kho. Công việc chính của toán tù làm cỏ vê ở Sở Cốp là xếp hàng hóa lên xe, chuyển hàng hóa trên xe xếp vào các kho. Làm cỏ vê ở Sở Cốp hết sức nặng nhọc và thường xảy ra tai nạn, vì các hòm hàng hóa nặng hàng tạ, hàng nửa tạ, chỉ cần sơ ý một chút là hòm rơi, lăn đè nát tay, nát chân. Nhưng đó chưa phải là điều khổ sở nhất của anh em tù. Hôm đầu tiên bước vào sở làm, cả toán tù hoa mắt vì của ngon vật lạ xếp như núi quanh mình. Anh nào cũng hí hưởng chuyến này, chắc vớ vẩn. Họ hy vọng sẽ lấy cắp được đồ hộp hoặc bánh kẹo. Nhưng chỉ sau một ngày họ biết mình lầm. Bọn Tây làm ở Sở Cốp đều là tụi ác ôn, cô hồn, đánh đập tù tàn bạo, không thua gì những tụi chuyên nghề tra tấn ở các sở mật tám, an ninh. Hung dữ nhất là một tên đội Tây. Anh em tù gọi hắn là đội lùn. Đội lùn người thấp nhưng rất to ngang nên nó gần như vuông. Mặt hắn tròn to như cái đĩa Tây, bóng loáng, râu ria cạo nhẵn thín, cặp mắt của loài thú ăn thịt người. Hắn có sức khỏe khủng khiếp của tên đô vật hoặc là cử tạ hạng nặng. Một lần hắn bắt gặp một người tù ăn mấy miếng bánh bích quy rơi ra từ cái hòm vỡ. Hắn lẳng lặng túm hai cổ chân anh ta, nhấc bổng lên như nhấc một con gà, giọng đầu anh ta vào cái hòm gỗ, máu mồm máu mũi, anh ta ọc ra như sối. Mấy miếng bánh vừa nuốt trào ra miệng cùng với máu. Mỗi buổi chiều trước khi lên ô tô về lao, hắn bắt tù xếp hàng ngang cởi hết áo quần để kiểm soát. Chỉ cần thấy một miếng bánh, một cái kẹo, hắn cũng đánh cho máu chảy tràn mặt. Đi làm cả tháng trời mà chưa người tù nào ăn cắp nổi cái kẹo, chân dẫm xéo lên đồ hộp, bánh kẹo, trong lúc thắt ruột thắt gan vì đói, quả là một cực hình. Đội lùn có con chó béc dê to bằng con bê nhỡ,
lông xám như lông chó sói và cũng thấp lùn như hắn. Hắn gọi con chó là Rex. Con Rex không rời hắn một bước và là một tên tay sai vô cùng đắc lực trong việc hành hạ, đôn đốc, kiểm soát tù nhân. Đứng từ xa, đội lùn nhìn thấy một anh tù nào đó trốn việc hoặc là làm việc uể oải hoặc lấy cắp một thứ gì đó. Hắn chỉ cần chỉ tay huýt lên một tiếng là con Rex lao vút đến, xô ngã anh ta xuống đất và cắn xé tả tơi. Có anh tù khiếp đảm con chó đến phát điên. Sở Post cũng như Sở Cúc, quan và lính làm việc đều là bọn Pháp, không có tên lính ngụy nào. Nhưng bọn Sở Post tuy là lính tráng nhưng đều có dáng công chức bộ diện tử tế lịch sự. Chúng không chửi mắng đánh đập tù, ngay cả tên lính khác cũng vậy. Mặc dù tên này có bản mặt của tên Răng Tơ Giải Nghệ, hắn nói với Lượng. Tao không thích đối xử với mày như bọn kia. Hắn hất hàm trỏ sang Sở Cúc. Làm xong công việc tụi mày có thể được nghỉ ngơi. Chỉ yêu cầu tụi mày không được tìm cách chạy trốn. Nếu chúng mày chạy trốn, tao buộc cái này phải lên tiếng. Hắn vỗ vỗ bàn tay lông lá vào báng khẩu Tiểu Liên. Nhún vai nói thêm, đừng làm cho nó phải nổi giận. Lượng phiên dịch lại cho hai người tù lớn tuổi cùng đi làm với nó. Tiên đội lấy tên tù đi làm tên là Biva. Phụ trách văn thư của sở, hắn giao việc hàng ngày cho ba người tù. Hai người lớn gánh nước ngoài bến sông Hương đổ đầy hai cái bể xi măng phía sau khu nhà bếp. Lượm thì quét tước làm vệ sinh ở khu nhà ở và thông ngôn. Giám đốc sở tên là Ai Tai, đóng lon quan hai. Quan hai Ai Tai đã đứng tuổi, người cao gầy, lưng gù gù, đầu hói, đeo kính cận. Ai Tai có dáng dấp một ông giáo trưởng làng hơn là sĩ quan quân đội viễn chinh. Y có vợ người Việt, một mụ me tây béo phục phịch. Hai vợ chồng ở một gian phòng lớn cuối dãy nhà làm việc. Hôm đầu tiên đến sở, quan hai Ai Tai hỏi Lượng, tại sao em bị bắt? Người ta tình nghi tôi là liên lạc của Việt Minh, nhưng không phải. Ai Tai nhún vai, nếu đúng là liên lạc của Việt Minh cũng không sao. Ở Pháp, trong trận đại chiến vừa qua, cũng có rất nhiều thiếu niên lứa tuổi của em là liên lạc của quân du kích. Buổi trưa, y cho ba người tù một ổ mì lớn, và cũng trong ngày hôm đó, ba người tìm được trong đống rác sau khu nhà bếp ba cái thùng vỏ đồ hộp đựng nước sông Hương mang về nhà lao. Hai người tù cùng đi làm cỏ vê với Lượng. Một người tên là Tụng, một người tên là Bện. Tụng chạc ngoài 50 tuổi, Bện mới sấp xỉ 30. Anh Bện là ngư dân, sinh ra và lớn lên trên mặt nước đầm Chuồn, một đầm nước mặn lớn nối liền với phá Tam Giang. Người ta gọi anh là dân thủy diện. Anh có gương mặt thật chất phác, hiền lành. Nửa người trên của anh vạm vỡ, không chút cân xứng với nửa người dưới, nhìn giống như hai mảnh thân thể của hai người chắp vào nhau. Riêng hai bàn tay của anh to lớn một cách kỳ dị, đen đúa, nứt nẻ, sần sùi, những lớp chai dày cộp. Các đầu ngón tay mòn vẹt như bị mài. Nhìn những ngón tay của anh, Lượm thấy làm lạ, hỏi anh. Anh cho biết, mới 7-8 tuổi, ngày nào anh cũng phải ngâm mình dưới nước, dùng 10 ngón tay moi cát, rong thành rãnh dài để bắt tôm rằn, tôm sú. Thoạt nhìn cũng đoán biết anh cả đời chỉ quen sống trên thuyền, trên mặt nước. Anh đi trên mặt đất rất vụng về, lạch bạch như con vịt. Cả con người anh lúc nào cũng bốc lên mùi tanh tanh, mùi tôm cá, mùi lưới ướt, mùi lòng thuyền. Anh có phải là du kích không? Lượng hỏi. Không, tôi chỉ chở thuyền cho các anh bộ đội địa phương của huyện qua về phá Tam Giang. Có đứa chỉ điểm báo cho Tây, đứa là lính Tây đi cano lùng vây bắt tôi đang làm nghề giữa phá. Tụi hắn quăng lựu đạn vô đò tôi, dưới là cả đò cả lưới, cả đồ nghề làm ăn chìm hết. Chứ họ có thả tôi về thì cũng chết đói thôi chú ạ. Còn đồ nghề mua nữa mà làm ăn. Anh nói mặt buồn thiu, nước mắt rơm rớm. Nhìn anh Lượm thấy thương, cũng muốn khóc theo. Nó nói, cần cóc chị anh. Tụi hắn mà thả anh về, anh trốn luôn lên núi đi về quốc đoàn, đánh chết cha tụi hắn đi. Chưa chừng anh em mình lại gặp nhau, trên đó cũng nên. E rồi cũng phải đến nước đó thôi chú ạ. Anh nói mà mặt vẫn rầu rầu. Lượm này ra ý muốn được giúp đỡ, bênh vực, che chở cho anh. Như nói với thằng Thúi, thằng Ngạnh, thằng Lanh, nó thấy anh tuy lớn tuổi, to xác mà vẫn còn khờ khạo hơn cả mấy đứa đó. Thân tủ đi làm cỏ vê mà anh siêng năng như làm việc ở nhà. Đặt đòn gánh lên vai là anh chúi mặt chúi mũi, gánh hết chuyến nước này tiếp đến chuyến khác, gánh nào hai thùng nước cũng đầy mập. Gánh suốt buổi sáng, gánh không nghỉ lấy một lần. Trong lúc đó, lão Tụng chỉ gánh hai thùng lưng lẻo và anh gánh được ba chuyến. Lão Tụng mới gánh được một chuyến,
nhưng anh không hề chút so bì. Thấy vậy Lượm nổi cáu, răng anh rại rứa. Việc chi mà anh phải nay lưng ra mà làm lấy một mình. Để tôi nói với thằng đội Tây, chia đều công việc mỗi người gánh một bẻ. Thôi chú ạ, người ta yếu mình mạnh, đỡ đần nhau. Yếu? Lượm dài giọng bĩu môi. Với lão Tụng không hiểu sao, ngay từ hôm đầu tiên Lượm đã thấy ghét cay. Tuy ngoài 50 tuổi, lão Tụng còn khá lực lưỡng, nhưng lão cứ giả vờ giả vịt như ốm yếu lắm. Khuôn mặt lão chắt, hai tay như tay chuột, vành tai mỏng lét gần sát vào da đầu, cặp mắt hùm hộp hay lấm lét nhìn trộm. Toàn bộ con người lão, từ vẻ mặt, giọng nói đến điệu bộ dáng đi, toát ra một vẻ gì đấy vừa ti tiện vừa xảo quyệt. Sau mỗi ngày cùng đi làm với lão, Lượm cảm thấy ghét lão hơn. Hễ cứ nhìn mặt lão là Lượm thấy muốn nổi khùng, muốn gây lộn đập lộn. Nhưng nó biết nếu đập lộn nó sẽ bị lão cho nhừ đòn, vì đằng sau cái vẻ lụ cụ của lão là một sức khỏe đáng sợ. Có hôm nó bắt gặp chỉ với hai tay và đầu gối, lão đã uốn một thanh sắt to bằng ngón chân cái. Mỗi lần tụi Tây gọi lão đến để sai việc gì, lão dạ một tiếng thật to, ba chân bốn cẳng chạy lại trước tiên, chắp tay cúi đầu, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, miệng chúm chím cười ruồi. Chỉ cần chắp thêm vô chỗ xương cột của lão ta một cái đuôi, ngúc ngoắc là thành con chó trầu trước mặt chủ. Lượm vừa thông ngôn vừa tức tối nhìn dáng bộ của lão và nghĩ vậy. Hễ tụi Tây vứt một mẩu bánh, một cái tàn thuốc lá, lão nhào tới chụp vội như sợ Lượm và anh bện tranh mất. Chộp được hoa đưa lên miệng, Lượm nổi điên quát: ông làm cái chi nữa, có đói chết cũng phải giữ thể diện, không Tây họ khinh cho chứ. Lão vênh mặt lên, mắt gườm gườm nhìn Lượm. Người mô lanh thì người nỡ được, mạ nó chứ. Lão vừa tóp tép nhai vừa chửi đồng, đã mang thân cái thằng tù lại còn nói phét nói lác, thể với chẳng diện. Lượm giận run người, nó chỉ muốn quật cái rẻ lau nhà đang cầm trong tay vào mặt lão, phải cố hết sức nó mới ghìm lại được. Nó nhổ một bãi nước miếng xuống đất, lấy chân trà đi trả lại rồi quay mặt đi. Trưa hôm đó Lượm hỏi anh bện: anh có biết thằng cha đó làm chi mà bị bắt không? Nghe mô làm Việt Minh xã, đẩy mô Việt Minh lại có thứ người như hắn. Lượm kêu lên giận dữ như có ai ném đá vào mặt, nhất định tôi phải hỏi cho ra thằng cha nớ làm chi. Buổi trưa tụi Tây trong sở xuống ăn trưa ở gian nhà lớn nằm trong dãy nhà ngang. Tụi hắn ăn xong, Lượm phải quét nhà, dọn bát đĩa, đem xuống nhà bếp lau sạch bàn ghế. Dù đói mềm người cả mấy tháng liền không ngửi thấy mùi thịt, nhưng lúc dọn bàn Lượm đã chút tất cả thức ăn thừa, thịt cá và những mẩu bánh vụn vào cái xô, rồi xách đổ hắt xuống cống ngay trước mặt tụi Tây. Chúng nhìn Lượm và không khỏi ngạc nhiên. Hôm đó chúng ăn xong, Lượm còn bận lau sàn nhà tòa nhà chính. Lão Tụng liền chạy vào chút tất cả thức ăn vào cái thùng vỏ đồ hộp của lão. Lão còn dùng ngón tay vét các đĩa thức ăn rồi đưa ngón tay lên mút. Lão hí hửng xách lon thức ăn thừa đi ra gốc cây giữa sân, sửa soạn ngồi đánh chén. Bọn Tây ngồi uống cà phê hút thuốc trước hiên nhà, chỉ trỏ lão Tụng cười hô hố. Lượm đứng trên bậc tam cấp dãy nhà chính nhìn ra giận tím mặt. Nó lẳng lặng xách cái xô nước xác sau nhà đi ra chỗ gốc cây lão Tụng đang ngồi. Bất ngờ nó chút cả xô nước đen ngòm vào cái lon thức ăn thừa. Lão Tụng không kịp trở tay. Ui chao! Lão Tụng kêu thét lên, cặp mắt trợn ngược như bất thình lình bị bóp cổ. Lão trừng trừng nhìn cái lon lớn thức ăn thừa đen ngòm nước rác, khuôn mặt choát rúm gió, nghiến răng kèn kẹt. Lão nhảy chồm chồm vào Lượm, định đè ngửa mà bóp cổ. Lượm phản ứng rất nhanh, quật luôn cái bao tải lau nhà vào trúng giữa mặt lão. Cái khô tải ướt sũng nước vấn tròn quanh mặt lão. Lượm nhảy lùi ra xa, nhặt một hòn gạch vỡ đúng thủ thế. Lão Tụng giật cái khô ướt ra khỏi mặt, nước bẩn chảy ròng ròng trên tóc, trên hai má, trên miệng, trên cằm lão. Lão vừa dụi mắt vừa khạc nhổ, miệng sùi bọt mép gầm gừ như điên dại. Tổ cha mi, tao mà không giết mi, tao không kể làm người. Không cần nể nang gì nữa, Lượm chửi lại. Mi là đồ chó chết, mi có muốn vỡ tan óc chó mi ra thì cứ đến đây. Tao còn nhỏ nhưng loại người như mi, tao đã đập bể óc khối thẳng. Lão Tụng cúi chụp một thanh sắt gì nằm lăn lóc ở gần đó. Nếu thằng lính gác không kịp thời chạy đến thì chắc đã xảy ra đổ máu. Chuyện gì thế? Thằng lính gác hỏi, trán cau lại, hết nhìn Lượm lại nhìn lão Tụng. Lượm chỉ vào lão Tụng trả lời. Lợi dụng lúc tôi vắng mặt, hắn đã lẻn vào phòng ăn, làm bẩn đồ đạc. Với những ngón tay dơ bẩn của hắn còn định giết tôi với thanh sắt cầm trong tay kia.
Lão Tụng quỳ sụp xuống, vái lấy vái để thằng Tây. Lão chỉ vào Lượng và gào lên: "Bẩm quan lớn, thằng nớ là Việt Minh đầu sỏ, hắn chỉ rình để giết các quan lớn, xin quan lớn giết chết hắn đi mà trừ hậu họa." Nhìn dáng điệu của lão lúc này, Lượng tin chắc rằng nếu thằng lính gác chĩa khẩu Tiểu Liên vào ngực mình mà nã cả băng đạn, lão sẽ nhảy dựng lên vì vui thích và hả hê. Nhưng lão quên phất rằng thằng Tây không biết tiếng Việt. Hắn chỉ vào lão đang quỳ mọp hỏi Lượng: "Hắn nói cái gì?" "Hắn tố cáo với anh, tôi là Việt Minh." "Tôi không phải là Việt Minh, ông quan hai. Giám đốc nói rằng nếu là Việt Minh cũng không sao, vì trong đại chiến vừa qua có rất nhiều thiếu niên Pháp đã làm liên lạc cho quân đội kháng chiến. Còn hắn, hắn tự nhận hắn chỉ là một thằng điên bẩn thỉu." Thằng lính Tây quay sang hỏi lão Tụng: "Mày là một thằng điên như bẩn?" Lão Tụng nghe tiếng phu, tưởng là phu phen, liền gật lấy gật đề: "Dạ bẩm quan lớn, tôi là phu, còn thằng nớ mới đúng là Việt Minh." Thằng lính gác vung cây roi cặc bò, quất lên lưng lão một roi rớm máu, nhún vai nói: "Với bọn điên thì phải trả lời bằng roi." Chỉ sau 2 tuần lễ đi làm cỏ về, Lượm đã gây được tín nhiệm với hầu hết bọn Tây ở sở bốt, từ tiên giám đốc sở cho đến tiên lính gác. Nó quét và lau nhà thật sạch, cửa kính chớp được lau chùi sáng choang. Cả 2 khuôn kính ở phòng làm việc bị vỡ, nó đề nghị với viên đội văn phòng lấy 2 tấm kính ở một cánh cửa hỏng dựng trong kho thay vào. Viên đội nói: "Phải chờ thuê thợ lắp kính, tôi có thể làm được." Lượm khéo léo dùng mũi dao nạy lớp matit lấy ra 2 tấm kính còn nguyên. Nó đem lắp vào 2 khuôn kính vỡ, dùng những miếng kính nhỏ giữ cho tấm kính và chát matit. Viên đội trưởng nhìn Lượm thay kính, gật đầu khen: "Tốt, rất tốt." Chiều hôm đó, nó cho Lượm một ổ mì lớn. Lượm không ăn mà gói ổ mì lại, cất vào bị gói. "Sao mày không ăn? Tôi mang về cho các bạn tôi ở trong tù. Ở trong đó, chúng nó đói lắm." Viên đội bước đến, nâng cằm Lượm lên, nhìn sâu vào mắt nó, nhún vai, rồi im lặng bỏ đi. Thái độ khó hiểu của viên đội làm nó bồn chồn, lo lắng. Hắn tin mình hơn hay là hắn bắt đầu chú ý nghi ngờ? Nhưng rồi nó quyết định, dù thế nào cũng không để tụi hắn khinh mình. Chắc tụi hắn biết thừa mình là vệ quốc đoàn. Một trong những công việc hàng ngày của viên đội là đóng dấu bưu điện vào các phong thư. Lượng bắt gặp nhiều lần, hắn nhìn những đống thư để đầy trên bàn, nhún vai chán nản. Lượng lân la, chỉ đống thư nói: "Ông hướng dẫn tôi cách làm, tôi có thể giúp đỡ ông." Viên đội bằng lòng. Vài buổi đầu nó đóng dấu còn lắm ngóng và chậm, nhưng đến hôm thứ 3, nó đã đóng thành thạo và nhanh không thua gì tiền đội. Trên các ngăn giá gỗ chạy dọc theo tường, xếp đầy hàng nghìn gói bưu phẩm lớn nhỏ, bao bì bằng vải thô, các tông. Mỗi buổi sáng vào quét dọn, Lượm tần mẩn đọc địa chỉ ghi trên bưu phẩm: Paris, Lise, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Maroc, Oran. Gần như đủ mặt các địa danh quen thuộc mà trước đây Lượm đã học về địa lý nước Pháp và các nước thuộc địa Pháp. Nhiều gói bưu phẩm để quá lâu không có người nhận. Những tên lính viễn chinh này chắc đã chết trận. Vỏ bọc bị rách, đồ vật bên trong rơi ra. Có nhiều thứ rất hấp dẫn như là cá hộp, thịt hộp, sữa hộp hay là bích quy, sô-cô-la, kẹo, thuốc viên, thuốc tiêm. Lượm chỉ thoáng nhìn, nước bọt đã ứa đầy miệng, nhức nhối các chân răng. Kìm giữ được không lấy cắp đã là một thử thách lớn. Và lấy cắp cũng không phải là chuyện khó lắm. Lượm đã nhiều lần nghĩ đến, chỉ cần bọn Tây ngó lơ đi một chút, nó sẽ chùi một vài thứ vào trong cái khố tải lau nhà, rồi đàng hoàng xách ra ngoài, đi qua ngay trước mặt bọn chúng. Nhưng nghĩ lại thật kỹ, cái khả năng bị chúng phát hiện không phải là không có. Và như vậy thật là nhục nhã y chề. Điều quan trọng hơn nữa, mọi sự tính về kế hoạch sắp tới sẽ hỏng bét. Mỗi ngày đi ra sông giặt khố tải lau nhà, xách nước, với lính gác xách súng đi kèm sau lưng. Lượm nhìn sang bên kia bờ là chợ Đông Ba, nhìn xuống phía dưới là đập đá, nhìn lại phía sau là con đường, chợ cống, đất mới, ăn thông ra cánh đồng, đường ngang, an cựu. Kế hoạch ấy cứ lớn dần mãi lên trong đầu nó. Như đến 2 lần biệt tù thất bại lần trước đây, không lúc nào nó không tự nhủ, lần này phải chuẩn bị thật chắc chắn. Không thể liều mạng như 2 lần trước, lần này mà thất bại, vào nằm ca sô âm phủ là cái chắc. Từ ngày được đi làm cỏ vê ở sở post, Lượm rất ít ngủ, nằm trên nền xi măng lạnh, ôm lưng các bạn. Nhiều đêm nó chằn chọc thao thức đến tận khuya, rất khuya. Nó nghiền ngẫm từng bước kế hoạch mà nó phát đi phát lại nhiều lần trong đầu. Bước thứ nhất, nó cho là bước khó nhất, là gây được lòng tin với bọn Pháp ở sở.
để chúng lơi lỏng dần việc kiểm soát, canh gác. Những công việc chúng giao hàng ngày, Lượm làm rất chu đáo, vượt cả mức yêu cầu của chúng. Đồ đạc rơi ra từ các gói bưu phẩm, lúc quét dọn, dù có mặt chúng hay không có mặt, đều nhặt lên để trên giá với thái độ hết sức rửng rưng. Có lần nó nhặt được tờ giấy bạc 100 dưới gầm bàn. Nó đưa cho viên đội, tôi đoán tiền của ông đánh rơi. Nếu không có mặt tên lính gác, Lượm không bao giờ bước chân ra gần cổng. Cần ra bến sông xách nước, giặt khố tải lau nhà, nó đều nói với tên lính gác, anh đưa tôi ra bờ sông, mày cứ đi đi. Tôi là tù, tôi không muốn đi đâu một mình không có người canh gác. Họ có thể nghi ngờ tôi, và chính anh cũng sẽ bị ông giám đốc của phạt. Tao tưởng mày thích đi một mình hơn, như vậy mày có thể dễ dàng chạy trốn. Tên lính gác trả lời giọng lấp lửng, chạy trốn? Tôi có là điên? Chỉ nay mai tôi sẽ được thả ra, trở về nhà tôi lại đi học. Hơn nữa tôi biết anh là một thiện xạ, tôi không muốn ăn đạn của anh. Thằng lính gác gật gù, mày là một thằng bé hết sức khôn ngoan. Đúng hơn tôi là một đứa trẻ nhút nhát. Tất cả những việc làm của Lượm đều không lọt qua mắt viên đội Vira. Hắn báo cáo thường xuyên với viên quan 2 giám đốc sở. Lượm biết vậy vì thái độ của viên quan 2, ai tai, đối với toán tù tự nhiên đổi khác. Buồng làm việc của hắn gần cuối dãy nhà. Trong 2 tuần đầu, hắn ra lệnh cho toán tù không được bén mảng đến gần. Việc quét dọn buồng này do một tên lính da đen ở một trại lính gần đó, vài ngày một lần đến quét dọn rồi về. Một buổi sáng hắn gọi Lượm vào phòng và bảo, bắt đầu từ hôm nay em có nhiệm vụ quét dọn làm vệ sinh phòng làm việc của tôi. Hết giờ làm việc em vào đóng các cửa sổ, cửa chính. Tất cả những đồ đạc trong phòng tuyệt đối em không được đụng đến. Em hãy gắng làm cho tốt, bao giờ ra tù tôi sẽ tuyển dụng em vào làm long tong cho sở. Cảm ơn ông trung úy, tôi hứa sẽ hết sức cố gắng để ông vui lòng, Lượm lễ phép trả lời. Lượm đưa mắt nhìn bao quát gian phòng để ước tính công việc hàng ngày phải làm. Gian phòng có 4 cửa sổ, 2 đằng trước, 2 đằng sau, 1 cửa chính và 1 cửa ngách đóng chặt. Lượm đoán cửa này ăn thông ra gian buồng của vợ chồng hắn. 2 cửa sổ mở ra vườn sau luôn luôn đóng chặt. Gian phòng khá rộng nhưng đồ đạc cũng không nhiều. Một bàn giấy lớn, mấy cây ghế tựa, 2 giá gỗ xếp đầy tài liệu. Cách bàn mấy bước là một cái tủ gỗ lim lớn, kê gần sát tường. Chùm chìa khóa treo lủng lẳng ở ổ khóa. Mắt Lượm bỗng chạm phải một vật treo vào cái móc sắt đóng trên tường giữa bàn làm việc và cái tủ. Cổ nó tự nhiên nghẹn lại một cách thật khó hiểu. Đó là một cái thắt lưng Mỹ có những hàng lỗ bọc đạn đựng trong bao da. Thoáng nhìn Lượm đã biết đó là khẩu côn 12. Bắn cùng cỡ đạn tiểu liên tôm sông. Tất cả từ cái thắt lưng, bao da, những băng đạn, khẩu súng đều còn mới tinh. Chuôi báng súng và khúc nòng thò ra ngoài bao, nước thép xanh biếc, chỗ tay cầm bằng nhựa cứng màu nâu. Khía hình quả chám cũng sáng lên lấp lánh như mời mọc nó hãy cầm lấy. Như nhìn phải một vật làm mình chói mắt, Lượm lướt vội mắt sang chỗ khác, nó nuốt nhanh cốt để che giấu nỗi hồi hộp của mình. Thưa ông quan hai, mỗi ngày chỉ cần 1 giờ là tôi có thể làm xong hết công việc ông giao. Rất tốt, viên quan hai ai tai gật đầu. Cầm mắt màu đồng thau của hắn nhìn Lượm với vẻ khá hiền từ. Không hiểu sao lúc này Lượm càng tin chắc hắn là một ông giáo trưởng làng ở một vùng miền núi nước Pháp, chuyên dạy môn địa lý hoặc là lịch sử nào đó. Vào thẳng quân đội và đóng luôn lon quan hai. Việc súng đạn chắc chắn không chút tin tưởng. Có thể hắn chưa phải bắn phát súng nào cũng nên. Không hiểu khẩu súng này từ trước đến giờ vẫn treo nguyên ở đó hay chỉ treo trong giờ làm việc. Hết giờ làm việc hắn đeo vào người hay là bỏ vào tủ khóa lại. Nỗi thắc mắc này cứ cụm lên trong lòng như hòn sỏi trong đầu Lượm. Suốt cả ngày hôm đó, lại trời hắn vẫn cứ treo nguyên ở đó từ trước đến nay. Nó lẩm bẩm, khấn thầm. Sáng hôm sau, Lượm vào quét dọn trong phòng làm việc của viên quan 2. Ngay lúc hắn vừa mở cửa phòng, Lượm liếc nhanh trên tường, khẩu súng vẫn treo nguyên ở đó. Một nỗi vui mừng vô cớ ập đến tràn ngập cả lòng nó. Không nén nổi, nó vừa lau sàn nhà vừa khe khẽ hát Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi. Nó không hát thành lời mà chỉ ngân nga âm điệu. Viên quan 2 bước vào phòng và hỏi, bé con, có điều gì vui thích mà em hát hóng thế? Lượm giật mình lúng túng đáp, chiều qua tôi được tin là 1 trong 2 tuần nữa tôi sẽ được ra tù. Tôi sẽ được gặp mẹ tôi và có thể được ông tuyển dụng và làm việc ở một sở như ông đã hứa. Lau xong cửa kính và cửa chớp đằng trước,
Lượm làm như vô tình, mở hai cửa sổ thông ra vườn để lau chùi, đóng chặt đến lâu ngày, các quả bàng cửa sổ chốt sắt đều đã han rỉ, nó phải nghiến răng gắng hết sức để vặn. Viên quan hai đang ngồi cắm cúi viết trước bàn ngẩng lên nói: "Thôi thôi, hai cửa sổ ấy không cần mở." "Nhưng thưa ông, bụi bám đầy cả cửa chớp lẫn cửa kính, nếu không mở ra không thể lau sạch được ạ." "Thế thì lau xong em phải đóng lại ngay và vặn chốt lại thật cẩn thận." Hắn đưa tay ra hiệu vặn chốt cửa. "Vâng, thưa ông trung úy." Lau dọn xong trong phòng, Lượm xách xô nước và rẻ lau ra lau hành lang. Nó liếc nhìn vào, thấy viên quan hai đang kiểm tra lại các chốt cửa và thử vặn cho thật chặt hơn. Lượm biết hai cửa sổ này mở ra khu vườn sau tùm cây cối và hoang vắng. Chúng lo sợ Việt Minh đột nhập vào phòng qua cửa sổ. Năm buổi sáng liền, sau khi Lượm làm vệ sinh xong, đi ra khỏi phòng, viên quan hai giám đốc sở đều đi đến kiểm tra lại các chốt cửa. Việc làm này Lượm rất đỗi lo ngại. Nó vụt hiểu ra, đằng sau có vẻ hiền lành, ông giáo làm của hắn là bản lĩnh một tên giặc cáo già, luôn luôn cảnh giác, đa nghi, không thể dễ dàng bị đánh lừa. Nó tự nhủ, đối với hắn, mình phải hết sức thận trọng, khôn khéo mới được. Mỗi buổi sáng vào quét dọn làm vệ sinh, dù có mặt hắn hay không, Lượm đều giả bộ hoàn toàn tập trung vào công việc, không nhìn ngó vào bất cứ đồ vật gì bày biện trong phòng. Riêng khẩu súng côn 12 treo trên tường là vật hấp dẫn đối với nó, nhưng nó vẫn hết sức không nhìn qua lấy một lần, coi như không có nó. Tuy vậy, chỉ cần bước chân đến cửa phòng là Lượm có ngay cảm giác nó vẫn còn treo nguyên ở đó. Một sợi tơ nhện kéo từ cái thắt lưng gỗ gần bao ra lên đến nóc tủ. Một con nhện nhỏ đi đi lại lại trên sợi tơ. Nó là vật đánh dấu, báo cho Lượm biết khẩu súng không hề di chuyển. Nó nhìn con nhện với ánh mắt thật trìu mến. Nó thầm gọi đùa con nhện là: "Chú lính gác kho vũ khí đạn của ta." Buổi chiều đúng 4 giờ rưỡi, viên đội văn phòng, tên lính gác và tên lính lái xe da đen lại chở ba người tù trở về lao thừa phủ. Ba người tù và tên lính ngồi ở băng sau. Mỗi người tù đều ôm trong lòng một cái vỏ đồ hộp lớn đựng đầy nước sông Hương trong leo lẻo. Người nào cũng cố hết sức giữ cho nước sóng rất ít ra ngoài. Mỗi lần xe sóc, nước sóng chảy tong tỏng xuống sàn xe. Lượm suýt xoa như bị đứt tay chảy máu. Lượm chỉ có thùng nước, nhưng anh Bện và lão Tụng có thêm cái vỏ đồ hộp đựng thức ăn thừa, bánh mì vụn. Chính Lượm đã chốt thức ăn này cho hai người, riêng nó không bao giờ đụng đến, mặc dù nó cũng thèm rễu nước miếng. Do anh Bện mà Lượm đã thay đổi ý kiến, không đổ thức ăn xuống cống như trước mà gom lại chút cho hai người. Mỗi lần Lượm xách xô thức ăn thừa đi đổ, anh Bện nhìn theo, im lặng, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh lộ vẻ thèm khát ghê gớm. Lượm thấy thương anh quá. Từ hôm đó, Lượm thôi không dồn rác bẩn đổ lẫn vào xô. Nó đem chút thức ăn thừa vào mấy cái lon vỏ đồ hộp của anh và nói: "Anh chia cho lão Tụng một ít." Anh Bện và lão Tụng mừng rỡ ăn rẻ để dành phần cho bữa cơm chiều. Sau cái hôm đụng độ, Lượm và lão Tụng hầu như không nhìn mặt nhau, không nói với nhau một tiếng. Khi cần thông ngôn lại, Lượm chỉ nói trống không: "Họ bảo hôm nay chặt hạ cái cây ở đầu nhà. Họ dặn cẩn thận, không được làm hỏng mái ngói. Họ dặn dọn sạch cỏ trước sân và lối đi vào nhà chính. Vân vân." Tuy không nhìn mặt, nhưng Lượm biết cặp mắt hồm hộp xảo quyệt của lão Tụng vẫn không thôi gầm ghè nhìn trộm Lượm. Không một việc làm, một cử chỉ nào của Lượm lọt khỏi mắt của lão. Nó tin rằng lão chỉ chờ cơ hội để tố giác mình với tụi Tây. Lượm lo lắng và uất ức nghĩ bụng, không khéo mình không chết vì tụi Tây mà chết vì cái thằng mạt kiếp này. Tự mình vào nhờ các bạn trong đội điều tra, Lượm được biết trước kia lão Tụng làm cán bộ kinh tài trong Ủy ban Hành chính kháng chiến xã. Tây cản đến xã, lão ra đầu thú. Lão lập công với thằng Tây bằng cách chỉ hầm bí mật chôn giấu vũ khí, tiền bạc, tài liệu của du kích vào ủy ban xã. Nhưng tất cả các thứ này đã được chuyển đi trước đó một hôm mà lão không biết. Thế là bọn Tây bắt luôn lão, tống vào lao thừa phủ. Biết được lai lịch của lão Tụng, Lượm càng lo ngại hơn. Nó nghĩ cách thay một người tù khác. Nhưng viên đội văn phòng không đồng ý. Hắn không muốn thay người mà hắn đã biết rõ. Và hình như hắn khoái cái việc đụng độ giữa hai tên tù già, tù con nít. Chúng đánh nhau, thủ hẳn nhau, tự chúng sẽ dò xét, tố giác lẫn nhau. Tên thực dân cáo giả này nghĩ như vậy. Riêng lão Tụng, với giác quan trời phú của giống chó săn, lão đánh hơi thấy Lượm rất rõ. Lão biết đi là con nít nhưng thằng nớ. Chỉ Lượm là loại Việt Minh có sạn có sỏi trong đầu. Có thể nó đang mưu mô làm một việc chi đó nguy hiểm như là trốn tù, ném lựu đạn, ăn cắp súng đạn, tài liệu của Tây.
Chẳng hạn nếu mình gắng công theo dõi, lão nghĩ bụng, phát hiện được, lão kịp thời báo cho Tây, thì có thể lấy lại được lòng tin của sở mật thám Pháp. Họ sẽ thả mình ra và chưa chừng được trọng dụng cũng nên. Ý nghĩ đó đã thôi thúc lão không phút nào lơi cặp mắt rình rợp Lượng. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.